và các bạn, ngày 26 tháng 8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cán bộ là cái gốc của mọi công việc nên công tác cán bộ phải được đặc biệt quan tâm. Việc tuyển dụng phải công khai, minh bạch, tiếp tục làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm đào tạo bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào Đảng. 8 tháng đầu năm bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp ủy, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tích cực tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, đã tập trung hoàn thiện 2 đề án để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và chương trình hành động số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030. Đề án giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tổ trưởng tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên. Trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy giao năm 2022, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy định kế hoạch, báo cáo sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đảm bảo theo đúng quy định. Trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 129 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, tham mưu thẩm định cho ý kiến vào một số văn bản đề án về tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền. Công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ, công tác tổ chức đảng, đảng viên được quan tâm. 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp được 879 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 54,94% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra giám sát của ngành được tăng cường. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả của ngành tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị. Liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên, tôi vẫn quan tâm là một là tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ để phát huy vai trò của chi bộ là cái tế bào hạt nhân của tổ chức đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, tiếp tục nghiên cứu để có cái đánh giá đảng viên một cách thực chất nhất, đúng nhất, sát nhất đối với từng cán bộ đảng viên. Tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng nguồn quần chúng ưu tú cho đảng để kết nạp trở thành đảng viên. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, các cái công việc có thành hay bại là đều do cán bộ, nên là công tác cán bộ phải được đặc biệt quan tâm. Công tác tuyển dụng thì phải phân cấp, phân loại ra để mỗi ngành lĩnh vực là phải có cái tuyển dụng nó khác nhau. Và cái việc tuyển dụng này tôi đề nghị các đồng chí là phải hết sức công khai minh bạch. Thông qua tuyển dụng phải chọn được cán bộ giỏi cho tỉnh. Đối với công tác luân chuyển thì thống nhất nguyên tắc là luân chuyển thì từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên và luân chuyển ngang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đảm bảo quy định của Trung ương, nghiên cứu tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng đề án phân công cán bộ chủ chốt các cấp từ cấp phó sở ngành, các ban xây dựng đảng phụ trách 151 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, gắn cán bộ với địa bàn, đặc biệt là tại các xã vùng sâu vùng xa, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ để sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt cho khóa sau, làm tốt công tác sắp xếp cán bộ dôi dư sau sắp nhập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thực hiện đánh giá toàn diện thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế cơ cấu, chất lượng cán bộ công chức viên chức, hợp đồng lao động của từng cơ quan đơn vị địa phương, triển khai và thực hiện nghiêm các giải pháp tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đảm bảo giai đoạn 2022-2026 tinh giản 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức, tạm dừng tuyển dụng với công chức viên chức cấp huyện để thực hiện việc tiếp nhận cán bộ công chức cấp xã dôi dư vào làm công tác cấp huyện theo quy định.
triển khai xây dựng đề án phần mềm sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho các sở ngành liên quan giải quyết tham mưu và có thể đề xuất các cơ chế chính sách.